Xin chào các bác, ngày hôm nay đồng hồ Quang Lâm sẽ trên tay với các bác một chiếc đồng hồ của Casio Đây là chiếc Casio Edifip SCB10PB 1ADF Đây là chiếc hàng mới và được Casio thiết kế với phong cách lịch lãm trẻ trung Và dựa trên cái ngôn ngữ thiết kế đó là tốc độ và sự tiện lợi Thì ở chiếc này nó có một cái rất tiện lợi đó là đã có thể kết hợp với lại điện thoại thông minh Để căn chỉnh giờ cũng như là quản lý các cái lịch làm việc cá nhân rồi tự động điều chỉnh cài đặt múi giờ theo vị trí hiện tại của chủ nhân trước này nó có những cái gì thì quang lâm xin mời các bác cùng em bóc hộp trước này khi mà hộp ra thì trước này của chúng ta sẽ có đầy đủ các cái uh, thông tin của nhà sản xuất đính kèm thứ nhất đó là một cái standy của cái dòng đồng hồ này đó là chức năng kết nối bluetooth giữa đồng hồ và điện thoại thì nó sẽ tự động điều chỉnh thời gian Bên cạnh đó là các chức năng ở dưới này, người ta sẽ niêm yết ở đây Đi kèm theo là một uh, chiếc thẻ smartphone link Cái thẻ này thì để cho khách hàng có thể uh, download cái ứng dụng Edifip Connected này một cách dễ dàng hơn Ví dụ trên ứng dụng Apple Store các bác có thể vào đó và quét cái mã QR code này Và trên Google Play thì chúng ta cũng sẽ quét cái mã QR code này các bác nhé Đây là một cái... hướng dẫn sử dụng các thứ lịch tinh này, rồi chúng ta sẽ có thêm đây nữa là cái gì đây? Các cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng đồng hồ để chúng ta cần phải tháo những cái tem mát như thế nào thì người ta sẽ hướng dẫn. Đây là cái quyền hướng dẫn sử dụng. Đây, quyền hướng dẫn sử dụng của module 5618 là cái module cho chiếc này. Thì về các bác chỉ cần mở cái này ra là chúng ta sẽ theo các cái nếu mà các bác biết tiếng Anh thì chúng ta sẽ theo cái hướng dẫn này sử dụng này. Còn nếu các bác muốn xem video hướng dẫn thì các bác bên liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm bên em sẽ gửi cho các bác những cái video hướng dẫn về dòng này. Ơ chết quên. Thế còn cái đồng hồ của chúng ta là nó ở đây. Đây là chiếc uh, Casio Edifib SCB10BP. Em sẽ cùng các bác trên tay chiếc này. Màu đen các bác nhé. Đây là một chiếc hàng mới, chưa qua sử dụng. Tên đầy đủ của chiếc này là Casio Edifib. ECB 10PB 1ADF và như các bác có thể thấy thì đúng là như Casio đã giới thiệu dòng này nó thiết kế dựa trên yếu tố tốc độ và thông minh tiện lợi tốc độ ở đây đó là các bác có thể hình dung nhìn thấy đó giống như một chiếc xe đua và sự thông minh trong tính năng đó là chiếc này nó có thể kết nối với lại điện thoại thông minh tức là qua chức năng Bluetooth kết nối đồng hồ với điện thoại để căn chỉnh giờ cũng như là tự động sắp xếp các cái lịch trình chi tiết hàng ngày. Bên cạnh đó là cập nhật các múi giờ. Thì đây là cái chức năng chính. Về phần kích thước thì chúng ta sẽ có kích thước đường kính ngang của chiếc này nó rơi vào khoảng tầm 51 là theo thông số của của Casio công bố. Thế còn nếu chúng ta đo ở những cái vị trí nó không có các cái g cũng như là các cái núm thì nó sẽ khoảng tầm 46 các bác nhé. Size 46 và độ dày của nó là 12,7 mm. Và với size 46 này nó sẽ phù hợp với lại những anh em có cổ tay 16.5, 17 trở lên là chúng ta đeo dòng này rất đẹp. Cái này nó có tổng trọng lượng là 101 g tức là hơn một lạng một tí thi thì các bạn có thể thấy trên mặt tay của chiếc này đó là là một cái g hình bát giác bằng benzen và bốn cái ốc vít làm cho cái đồng hồ nó thể thao và phong cách lên rất nhiều bên cạnh đó là trong mặt số mặt dial của chiếc này chúng ta sẽ có những cái sọc ngang chúng ta liên tưởng đến các cái làn đua và có thể liên tưởng đến những chiếc một chiếc xe đua đang lướt trên những cái làn đua với một tốc độ cao đây là cái ngôn ngữ thiết kế của dòng này của Casio. Phần vỏ thì được sử dụng công nghệ mạ ion, tức là mạ PVD. Mạ PVD đấy. Và trước này thì chúng ta sẽ có hai đèn LED. Đây. Đèn LED cho mặt đồng hồ này. Và đèn LED cực tím cho màn hình kỹ thuật số LCD ở góc 11 giờ đây. ở góc 10 giờ đây chúng ta có một cái màn hình hiển thị lịch ngày và góc 2 giờ đây là hiển thị số giây ở dưới này chúng ta có chữ edifice casio và chữ bluetooth ở dưới góc 4 giờ sau đến đây là có chức năng đo tốc độ cũng như là các chức năng world time rồi lịch và bên cạnh đó thì trên kim giờ kim phút của dòng này chúng ta cũng sẽ thấy là casio có đính dạ quang trên kim giờ, kim phút và trên đầu của 12 bộ cọc số chúng ta cũng sẽ có thêm cả dạ quang nữa để có thể dễ dàng xem trong buổi tối. Kết hợp cùng với lại đèn led nữa. Đó, các bác sẽ thấy là nó rất sáng vào buổi tối nhé. Chiếc này nó cũng đi kèm theo là một bộ dây cao su. Rất là dễ đeo và chống nước tốt. Về phần máy của chiếc này thì nó sử dụng module 5618 5618 và sử dụng pin Pin điện tử các bác nhé Pin cho chiếc này đó là pin CR2016 Với tuổi thọ pin khoảng 2 năm Với dòng đồng hồ pin này thì nó sẽ chính xác khoảng 15 giây một tháng Cộng trừ 15 giây một tháng nếu mà chúng ta không kết nối với điện thoại Thế còn nếu mà chúng ta kết nối với điện thoại thì Sai số nó là bằng 0 Không có sai số Trước này thì với mô đun uh, 5618 này thì chúng ta có giờ thế giới. Chúng ta có đầy đủ các uh, thông số ở trên này. Chúng ta sẽ có thời gian múi giờ 38 múi giờ của hơn 300 thành phố trên thế giới. Chúng ta có đồng hồ bấm giờ đo được 1 trên 1.000 giây. Đó. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có đồng hồ đếm ngược rồi với đơn vị đo là một giây và đo được đếm ngược khoảng 24 tiếng bên cạnh đó là có thể gửi dữ liệu từ đồng hồ đếm giờ bấm giờ đồng hồ đếm ngược sang điện thoại để chúng ta có thể quan sát trên điện thoại bên cạnh đó là có 5 chế độ báo thức hàng ngày rồi tín hiệu thời gian chờ hàng ngày hàng giờ có tính năng chuyển kim tức là Kim nó sẽ dịch chuyển qua một bên để không che các cái kết quả hiển thị trên màn hình kỹ thuật số và trên dòng này thì cũng như trên các cái dòng khác của Casio hiện đại đó là lịch nó sẽ hoàn toàn tự động đến năm 2099. Và bên cạnh đó ở đây chúng ta sẽ có chức năng là phone finder tức là chức năng tìm điện thoại. Thì khi mà chúng ta muốn tìm điện thoại của chúng ta đâu chúng ta chỉ cần bấm nút này 4 giây là nó sẽ điện thoại nó sẽ kêu. Dòng này thì khá là hay khi mà chúng ta kết nối với điện thoại sử dụng chức năng Bluetooth cái là nó sẽ tự động cập nhật giờ ngày tháng thứ sang và các bác chẳng cần phải chỉnh gì cả rất là tiện mức giá niêm yết chính thức của chiếc này thì được Casio đang niêm yết với mức giá là 5 triệu 626 nghìn và bên đồng hồ Quang Lâm là đại lý phân phối chính hãng đã có cái mức chiết khấu tốt hơn trong phần link ở phía dưới phần miêu tả của video này các bác có thể truy cập vào đường link ở ngay bên dưới video hoặc là truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com và tại ô tìm kiếm các bác đánh mã số của chiếc này là hai 23, ba a hai thì các bác có thể tham khảo được giá sale cũng như là những chương trình ưu đãi mà bên đồng hồ quang lâm mang đến để phục vụ các bác còn ngoài ra thì các bác có thể alo cho bên em theo số hotline là không tám ba bốn hoặc số điện thoại bên em mới bổ sung thêm đó là số 0915 559 một năm và cửa hàng của em là tại 46 trên 429 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội và đồng hồ Quang Lâm với phương châm là nói thật giá thấp trong video như thế nào các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy. Quang Lâm xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.